Hello, Bông Hồng Héo của Relab đây. Chắc là mọi người rất là thắc mắc là tại sao hôm nay mình lại ở đây. Thì đây là máy của nữ dùng, nên là đương nhiên là anh Thành hay anh Ngọc không thể làm video được rồi. Và để khác hơn so với những video khác của Relab, thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đi ra ngoài và trải nghiệm thực tế xem là con Oppo Find N2 Flip này có thực sự ok không nhá. Hãy subscribe, like và comment dưới bên dưới là Linh bé làm tốt lắm để mình được tăng lương nhá. Đi thôi. Nói về máy gập ấy thì đương nhiên chúng ta phải nói về thiết kế máy rồi. Con này nó khá là nhỏ gọn và rất phù hợp để cho vào túi hay là những túi xách bé bé của chị em phụ nữ chẳng hạn. Mình khá là ghen tị với những bạn có máy điện thoại gập như thế này, tại vì ốp của họ rất là đa dạng và xinh nha. Có những ốp có cả quai đeo giống như là một chiếc túi bé bé luôn á. Còn nếu như các bạn mà không thích những chiếc ốp đấy thì đương nhiên là Oppo Find N2 Flip đã có những chiếc ốp sẵn trong hộp cho các bạn lựa chọn rồi. Thiết kế gập hình giọt nước và mình cảm thấy là độ khít của con này rất là ok luôn. Hôm nay mình không có giấy để cho mọi người xem, nhưng mà nếu như mà mình kẹp vào túi quần như thế này này mà nhảy, nó vẫn bám rất là chắc. Về màu sắc ấy thì năm nay chỉ có màu tím này với cả là màu đen thôi. Tuy nhiên là mình thấy cũng không cần thiết lắm, tại vì kiểu gì các chị em chả phải mua ốp đúng không? Ê, nhưng mà bây giờ trời đang mưa quá ấy, thì bây giờ mình sẽ đi vào một quán cà phê và sẽ tiếp tục video cho mọi người xem nhá. Theo đúng tiêu chí là hôm nay chúng ta sẽ vừa đi chơi vừa trải nghiệm, thì mình đi mua bánh. Còn tiền thì là Relab sẽ trả tiền nhá. Đi. Bên cạnh đấy thì tí nữa mình sẽ dùng cả con Oppo Find N2 Flip để có gì mình sẽ chụp và quay một số video và bức ảnh ở trong đây cho mọi người xem nha. Nói về điện thoại gập thì đương nhiên chúng ta sẽ quan tâm nhất là nêm gập giữa máy. Tại vì nếu như mà lõm quá thì nó rất là khó chịu. Ví dụ như là xem ảnh thì nó cũng sẽ làm thay đổi bức ảnh, có khi là lõm cả mặt luôn á. Tuy nhiên là với Oppo Find N2 Flip mình cảm thấy là cứ như là không có luôn ấy. Nếu như mà mọi người nhìn chính diện thì chắc chắn là sẽ không thấy đâu. Tuy nhiên nếu như mà cố tình muốn thấy cái vết lõm đấy thì vẫn có nha. Điểm đặc biệt nhất của con Oppo Find N2 Flip này đó chính là màn hình phụ. Nó dọc, nó to, các bạn sẽ không cần phải lo là selfie bị crop mặt, cũng như là mình có thể xem ảnh ngay sau khi mà selfie luôn nha. Tuy nhiên tiện ích của màn hình phụ thì hiện tại vẫn đang còn khá là hạn chế. Các bạn có thể nhận thông báo này, tuy nhiên sẽ không viết được câu trả lời chẳng hạn. Ở trên đây nó chỉ có chụp ảnh, thời tiết, lịch và hẹn giờ. Mình thì nghĩ là đây chỉ là mặt phần mềm của Oppo thôi. Trong tương lai thì hoàn toàn họ có thể tối ưu khả năng ở bên ngoài màn hình phụ này. Còn nếu như mà bây giờ các bạn muốn trải nghiệm luôn ấy, thì mình có một cái app đó là Cover Screen. Mọi người hoàn toàn có thể sử dụng như là màn hình chính vào các app như là Messenger, Facebook, Instagram. Tuy nhiên là vào những game như là Genshin Impact hay là PUBG thì nó vẫn chưa hỗ trợ là xoay ngang màn hình mà sẽ bị crop dọc nha. Hôm nay thì trời hơi âm u một chút, tuy nhiên là Team Relab cũng đã test khả năng camera của con này rồi. Mình thấy điểm mạnh ở những con máy không phải là iPhone đó là nó có thể điều chỉnh giúp da đẹp hơn. Đối với Oppo thì vẫn rất là thật, chụp camera trước mà chi tiết cũng khá là rõ nét, trông xinh hơn hẳn, hoặc là do mình xinh trước rồi. Màu sắc cũng tươi vừa đủ, đỡ phải áp màu, và đặc biệt là camera trước của Oppo cũng có cả chế độ 0.8x nữa. Với cả máy cũng có hỗ trợ chuyển màn hình camera ra màn hình phụ, tự quay với camera sau, đương nhiên là sẽ chất lượng hơn đúng không? Tuy nhiên chụp tối thì giờ mình không test được, nhưng trước đây có test thì chất lượng ảnh cũng tạm ổn thôi. Nhưng những vùng sáng như đèn đường thì sẽ bị cháy sáng nha. Một cái bé bé nữa của Oppo mình thấy khá là hay đó là khi mà mọi người mở camera lên thì trên màn hình sẽ có thanh căn chỉnh như thế này, hoặc là có chế độ đặt tripod nha. Thì ví dụ như là mình quay video TikTok thì khá là hợp lý đúng không? Ở bên ngoài đang hơi ồn một chút nên là chúng ta sẽ dừng video một chút nhá. Mình sẽ ăn cho mọi người xem. Chào mừng mọi người đã đến vlog food của Đỗ Huyền Linh. Đây là quán bánh mì mình đã ăn được tầm 5 năm rồi. Mỗi tuổi là hơi đắt nên là anh cameraman hôm nay của mình không chịu mua một món đồ gì ở đây cả. Nếu chúng ta kết hợp giữa điện thoại gập và chia đôi màn hình thì các bạn nghĩ là chúng ta sẽ có gì? Chúng ta sẽ có giá đỡ điện thoại tự thân. Nhưng mà 12 giờ trưa rồi mọi người ạ.
Bây giờ chắc là chuẩn bị kết thúc video, đi về ăn trưa thôi nha. Ok, quay về relax rồi. Nói về hiệu năng của con Oppo Find N2 Flip này, mình thì không chơi nhiều game hardcore cho lắm. Tuy nhiên với những chức năng cơ bản thì nếu như bạn sử dụng liên tục trong vòng 40 phút thì sẽ có hiện tượng nóng lên nha. Bên cạnh đấy thì máy sẽ sử dụng được khoảng tầm từ 4 đến 5 tiếng thôi, mà máy chỉ có chống nước IPX4 thôi nên là mọi người cũng cần phải lưu ý khi sử dụng nha. Mặc dù đi sau như Oppo lần này làm quá tốt, tối ưu được màn hình phụ bên ngoài mà Samsung vẫn chưa thể làm được, lại còn có cả nuôi pet ở bên ngoài nữa. Như thế này thì mình nghĩ là rất hiểu chị em phụ nữ đấy. Thế nếu là các bạn thì các bạn có mua con Oppo Find N2 Flip này không? Còn mình ấy thì chắc chắn sẽ mua, miễn là relax trả tiền.